Kinh Đại Thừa, Bất Tư Nghị, Thần Thông Cảnh Giới, quyển Trung. Khi ấy thiên tử Phổ Hoa Tràng là bạch Phật, bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát Diệu Cát Tường phát tâm Bồ Đề đã được bao lâu? Đức Phật bảo: Này thiên tử, Bồ Tát Diệu Cát Tường đã phát tâm Bồ Đề trong vô lượng của biên kiếp, như các nơi sông Hằng. Này thiên tử, nay ta sẽ lược nói một việc của vị ấy cho ông cùng đại chúng nghe. Thiên tử Phổ Hoa Tràng bạch Phật, bạch Thế Tôn: Xin Phật đúng như lý mà giải nói cho con và tất cả chúng hội. Đức Phật bảo: Này thiên tử, trải qua vô số kiếp như vi trần trong đời quá khứ, ở cõi Ta Bà này có Đức Phật ra đời tên là Phổ Quang Thanh Tịnh Âm Vương, là bậc Như Lai ứng cúng chánh đẳng giác. Trong pháp của Đức Phật ấy có một tỳ kheo tên Thanh Tịnh Âm, xuất gia tu đạo đạt 5 thần thông. Trong 42.000 năm, vị tỳ kheo ấy đem những thứ hương hoa, dầu đèn và các vật vi diệu cúng dường Đức Phật. Trong căn lành này rồi là phát tâm vô thượng chánh đẳng giác. Này thiên tử, ý ông thế nào? Tỳ kheo Thanh Tịnh Âm khi ấy đâu phải người nào lạ, nó chính là Bồ Tát Diệu Cát Tường. Các ông phải biết, Bồ Tát Diệu Cát Tường này đã phát tâm Bồ Đề nơi vô lượng vô biên hằng hà sa số Đức Phật Thế Tôn, đã độ thoát hằng hà sa số chúng sinh, khiến họ được trong quả Tu Đà Hoàn, Tu Đà Hàm, A La Hàm, A La Hán, đã độ hằng hà sa số chúng sinh, rồi trong quả Duyên Giác, đã độ hằng hà sa số chúng sinh trụ trong sơ địa, cho đến đã độ hằng hà sa số chúng sinh trụ trong 10 địa. Bồ Tát Diệu Cát Tường đã trồng các căn lành như thế về thành tựu các pháp thiện. Lại nữa, này tiên tử, giả sử có người đem 7 báu đầy cả tam thiên đại thiên thế giới cúng dường Như Lai thì phước đức có được thật là nhiều. Nhưng nếu có người nào nghe được danh hiệu của Bồ Tát Diệu Cát Tường được cung kính thọ trì cho đến tùy hỷ xưng niệm thì biết người này được phước nhiều hơn người trước. Lại nữa, này thiên tử, nếu ai làm cho tất cả chúng sinh trong thiên tam thiên đại thiên thế giới đều đạt quả Tu Đà Hoàn, A La Hán thì người ấy được phước đức rất nhiều. Nhưng nếu người nào nghe được danh hiệu Bồ Tát Diệu Cát Tường được thọ trì thì được phước đức nhiều hơn người trước. Lại nữa, nếu ai làm cho tất cả chúng sinh trong tam thiên đại thiên thế giới đều đạt quả chuyên giác, người ấy được phước đức rất nhiều. Nhưng nếu người nào nghe được danh hiệu của Bồ Tát Diệu Cát Tường rồi thọ trì thì được phước đức nhiều hơn người trước. Vì sao? Vì nếu có người nào xưng tán thọ trì danh hiệu của chư Phật và có người xưng tán thọ trì danh hiệu Bồ Tát Diệu Cát Tường thì cả hai được phước đức giống nhau không khác. Nghe Đức Phật dạy nói như thế, thiên tử Phổ Hoa Tràng cùng với 40.000 thiên tử đều chắp tay cung kính thưa: Lành thay Bồ Tát Diệu Cát Tường, rất hay rất hay, chúng tôi xin chí thành quy mạng đảnh lễ. Khi các thiên tử nói lời này, âm thanh đó vang khắp tam thiên đại thiên thế giới đều nghe được. Bây giờ tôn giả Đại Mục Kiền Liên nghe được tiếng này bèn đến chỗ Đức Phật thưa: Bạch Thế Tôn, hiện nay tam thiên đại thiên thế giới đều nghe được tiếng xưng tán này, là do thần lực gì mà hiện bày việc hy hữu như thế? Đức Phật bảo tôn giả Đại Bồ Kiền Liên: Ông nên biết, Đại Bồ Tát Diệu Cát Tường ấy đã trụ trong quả vị không thoái chuyển, mặc áo giáp lớn, là đại sĩ tối thắng trong chúng hội này. Cái vị thiên tử xưng tán danh hiệu của Bồ Tát ấy nên âm thanh vang khắp tam thiên đại thiên thế giới: Này tôn giả Đại Bồ Kiền Liên, nếu có người ở bất cứ nơi nào xưng tán tội trừ danh hiệu của Bồ Tát Diệu Cát Tường thì tam thiên đại thiên thế giới đều rung động. Tôn giả Đại Mục Kiền Liên thưa: Bạch Thế Tôn, thật hy hữu, Đại Bồ Tát này thành tựu việc không thể nghĩ bàn như thế, mặc áo giáp lớn, dũng mãnh tinh tấn, làm cho các loài hữu tình đều đầy đủ Phật pháp. Bạch Thế Tôn, nếu người nào có ít căn lành thì không thể đạt đầy đủ pháp đại Bồ Tát một cách viên mãn như thế. Lúc Đức Phật nói pháp này cho tôn giả Đại Mục Kiền Liên, bỗng nhiên xuất hiện hoa sen báu lớn đầy cả cõi Ta Bà. Một mỗi hoa sen to bằng bánh xe, có đủ loại màu sắc hương thơm được trang nghiêm bằng các lưới báu. Trong số hoa ấy còn lại có một hoa sen xuất hiện rất cao rõ và đẹp, tất cả hội chúng đều thấy được. Lúc này tôn giả A Nan thấy hoa sen đẹp đẽ thù thắng bỗng nhiên xuất hiện, liền thưa cùng Đức Phật: Bạch Thế Tôn, vì sao trong chúng hội lại xảy ra sự kiện này trước? Đức Phật bảo tôn giả A Nan: Ông hãy xét kỹ, không bao lâu nữa sẽ có 6 vạn đại Bồ Tát từ cõi Phật Cát Tường Đức Vương ở thế giới Phổ Biến Quang bên đến đây. Mỗi vị đều ngồi kiết già trên hoa sen báu của mình. Còn trên hoa sen cao rõ nhất kia hiện có Bồ Tát tên Biến Chiếu Tạng ngồi kiết già. Các vị Bồ Tát đó sắp xuất hiện trong hư không nên hiện tướng hoa sen báu này trước. Bây giờ các vị Bồ Tát, tất cả đại chúng trong hội đều khen là vị chưa từng có. Ai nấy đều chắp tay hướng lên hư không đảnh lễ. Lúc này trong hư không có Phạm Vương
Đế Thích được cầm hoa sen bó vây quanh Đại Bồ Tát Biết Chiếu Tạng. Bồ Tát ấy cùng các đại sĩ dục hiện thân trên hư không. Các bạn Cây Đa La, tất cả đại hội đều thấy. Các vị Bồ Tát ấy từ hư không rải hoa báu đủ màu sắc, hương thơm, thù diệu nhất để cúng dường Đức Phật, cúng dường hoa sông từ hư không phát ra tiếng. Bạch Thế Tôn, Đức Cát Tường, Đức Vương Như Lai ứng cúng chánh đẳng giác hỏi thăm Đức Thích Ca Mâu Ni có khỏe mạnh, thư thái nhẹ nhàng, được mọi an lạc, khí lực khinh ăn chăng. Đức Cát Tường, Đức Vương thăm hỏi như thế, nay Đại Bồ Tát Biến Chiếu Tạng và số vạn Bồ Tát cùng đến cõi này để đảnh lễ gần gũi Đức Thế Tôn, tùy hỷ nghe nhận chánh pháp về cảnh giới không thể nghĩ bàn. Trong hư không phát ra tiếng như vậy rồi, Đại Bồ Tát Biến Chiếu Tạng cùng các Bồ Tát lập tức từ hư không hạ xuống, đảnh lễ sát chân Phật và đứng trước Phật. Đức Thế Tôn đã biết rõ việc này, như vậy hỏi Đại Bồ Tát Biến Chiếu Tạng: Kế Thiện Nam, hôm nay các vị vì nhân duyên gì đến đây? Bồ Tát Biến Chiếu Tạng bạch Phật: Bạch Thế Tôn, chúng con ở cõi của Phật Cát Tường Đức Vương, thuộc thế giới phổ biến quang minh, nghe cõi tế bào của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tập hợp các Bồ Tát đại sĩ giảng nói chánh pháp về cảnh giới không thể nghĩ bàn. Chúng con muốn chiêm ngưỡng Đức Thế Tôn và nghe chánh pháp, vì nhân duyên đó mà đến cõi Phật này. Bây giờ trong đại hội, tôn giả Đạt Ca Diếp thưa với Đức Phật: Bạch Thế Tôn, cõi Phật Cát Tường Đức Vương thuộc thế giới phổ biến quang minh, cách cõi đây không xa chăng? Vì sao các vị đại sĩ này chỉ trong một thời gian ngắn đã có thể đến cõi này? Bồ Tát Biến Chiếu Tạng thưa tôn giả Đại Ca Diếp: Thưa tôn giả nếu dùng định luật thần thông của mình để đến cõi kia thì dù trọn đời cũng chưa có thể đến được, do vậy nên biết cõi Phật ấy là xa hay gần. Đức Phật bảo tôn giả Đại Ca Diếp: Cách cõi này khoảng 60 hàng hà sa số cõi Phật là đến cõi phổ biến quang minh. Các vị Bồ Tát này dùng dự luật thần thông tối thắng của mình là đến quạch đời nhanh. Tôn giả Đại Ca Diếp bạch Phật: Bạch Thế Tôn, cõi này thích muốn đến cõi kia. Bồ Tát Biến Chiếu Tạng hỏi tôn giả Đại Ca Diếp: Này tôn giả, sao lại có sự biến động trong tâm tưởng đến đi? Tôn giả cho rằng, sắc pháp có đến đi sao? Thọ tưởng hành thức có đến đi chăng? Đại Ca Diếp nói: Thiện Nam, sắc không có đến đi, thọ tưởng hành thức cũng không có đến đi. Ở trong tâm định chỉ đổi về tướng đến đi. Người trụ trong tâm định không thấy các sắc, vì không thấy sắc nên không có tướng đến đi. Này Thiện Nam, người trụ trong tâm định thì đạt được pháp môn thắng nghĩa. Lại nữa này Thiện Nam, các vị đến đây lâu rồi chứ? Bồ Tát Biến Chiếu Tạng đáp: Chúng tôi đến đây chưa lâu, bằng thời gian tôn giả đạt lậu tận chứng tâm giải thoát. Tôn giả Đại Ca Diếp nói: Đại sĩ thật hy hữu thay, đại sĩ đã đạt thần thông lớn. Bồ Tát Biến Chiếu Tạng hỏi: Thời gian tôn giả đạt tâm giải thoát bao lâu rồi? Tôn giả Đại Ca Diếp nói: Giải thoát đã lâu. Bồ Tát Biến Chiếu Tạng hỏi: Tôn giả đạt tâm giải thoát dựa trên ý nghĩa gì để gọi là tâm? Tôn giả Đại Ca Diếp nói: Này Thiện Nam, cũng chẳng biết nên nói thế nào. Bồ Tát Biến Chiếu Tạng nói: Tâm bị ràng buộc sao gọi là giải thoát? Tôn giả Đại Ca Diếp nói: Nếu như là thế, Thiện Nam, có sự ràng buộc nơi tâm thì không gọi là giải thoát, cũng không được gọi là giải thoát tri kiến. Bồ Tát Biến Chiếu Tạng nói: Tôn giả Đại Ca Diếp, tâm vốn không bị ràng buộc thì có gì là giải thoát? Tôn giả Đại Ca Diếp nói: Từ trong không ràng buộc mà thấu tỏ đúng như thật thì gọi là giải thoát. Bồ Tát Biến Chiếu Tạng hỏi: Tôn giả Đại Ca Diếp dùng tâm gì để hiểu? Quá khứ, vị lai hay hiện tại? Nếu là tâm quá khứ thì nó đã diệt rồi, nếu là tâm vị lai thì chưa đến, còn nếu là tâm hiện tại thì không dừng, tách rời ba đời, còn dùng tâm gì để hiểu? Tôn giả Đại Ca Diếp nói: Chỗ tâm pháp diệt không phải là phần vị của tâm. Bồ Tát Biến Chiếu Tạng hỏi: Tôn giả Đại Ca Diếp, ngay chỗ tâm diệt đó mà có thể hiểu biết chăng? Tôn giả Đại Ca Diếp nói: Chỗ tâm diệt thì không thể nhận biết được. Bồ Tát Biến Chiếu Tạng nói: Tất cả các pháp đều như tâm diệt, vì thế không thể có sự thấu tỏ. Tôn giả Đại Ca Diếp nói: Này Thiện Nam, Bồ Tát đã đạt được biện tài lớn, trả lời theo gần câu hỏi, tôi không có được biện tài ấy. Bồ Tát Biến Chiếu Tạng hỏi: Tôn giả Đại Ca Diếp, theo ý tôn giả thế nào là có biện tài? Do thấy nghe và có được chăng? Tôn giả Đại Ca Diếp nói: Không đạt được, không nghe được. Vì sao? Vì là tánh duyên sinh. Bồ Tát Biến Chiếu Tạng hỏi: Không phải tất cả các pháp đều như thế sao? Tôn giả Đại Ca Diếp nói: Thiện Nam, các pháp đều như vậy. Bồ Tát Biến Chiếu Tạng hỏi: Tôn giả Đại Ca Diếp, thấy tôn giả do thấy nghe mà biện tài, người đó không gián đoạn sao?
Tôn giả Đạt Ca Diếp nói, không hư hoại, cũng không gián đoạn. Bồ Tát Biến Chiếu Tạng nói, Tôn giả Đạt Ca Diếp, đúng thế, đúng thế. Biện tài của Bồ Tát, tùy lời hỏi mà không gián đoạn, hư hoại. Tôn giả Ca Diếp nên biết, các đại Bồ Tát giả sử có trải qua số kiếp trả lời theo từng câu hỏi thì biện tài của vị ấy cũng không thể đoạn hoại. Khi Bồ Tát Biến Chiếu Tạng và Tôn giả Đạt Ca Diếp giảng nói về pháp môn này, có 50 vạn chúng sinh được phát tâm cầu đạo quả vô thượng chánh đẳng giác, 200 Bồ Tát được pháp nhẫn vô sinh. Bây giờ Tôn giả Đạt Ca Diếp bạch Đức Phật, bạch Thế Tôn, kính thỉnh Đức Thế Tôn tùy ý nguyện của Bồ Tát Diệu Khát Tường và đại chúng trong hội này mà thuyết pháp để mọi người mãi đạt được lợi ích lớn, nhất định chứng được pháp tánh. Lúc này trong chúng hội có Bồ Tát tên Biện Tích từ chỗ ngồi đứng dậy thưa với Bồ Tát Diệu Khát Tường. Bồ Tát Diệu Khát Tường, vì sao Tôn giả Đạt Ca Diếp lại tinh tấn và khéo giảng nói chánh pháp? Bồ Tát Diệu Khát Tường nói, vì Tôn giả Đạt Ca Diếp đã đạt được vô ý trong pháp thanh văn. Bồ Tát Diệu Biện Tích hỏi, vì sao Tôn giả Đạt Ca Diếp không trụ trong pháp đại thừa? Bồ Tát Diệu Khát Tường nói, Tiền Nam, Tôn giả Đạt Ca Diếp không phải là không thể trụ trong pháp đại thừa, mà vì Tôn giả đã được giải thoát trong pháp thanh văn. Bồ Tát Biện Tích hỏi Bồ Tát Diệu Khát Tường, thế nào là pháp thanh văn? Bồ Tát Diệu Khát Tường đáp, Đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai ở cõi Tế Bà này đã nói pháp ba thừa cho chúng sinh, thanh văn thừa, duyên giác thừa và đại thừa. Vì sao phải có những chúng sinh pháp tâm tinh tấn còn yếu kém để mong cầu giải thoát đến Đức Phật theo phương tiện chỉ bày ba thừa? Bồ Tát Biện Tích hỏi, Bồ Tát Diệu Khát Tường, vì sao Như Lai giảng nói rộng về vô lượng giải thoát môn không, giải thoát môn vô tướng, giải thoát môn vô nguyện? Bồ Tát Diệu Khát Tường nói, này Thị Nam, Như Lai dùng phương tiện khéo léo rộng nói về vô lượng pháp môn, giải thoát không, vô tướng, vô nguyện, làm cho chúng sinh tu hành đúng như lý. Khi Bồ Tát Diệu Khát Tường giảng nói pháp này cho Bồ Tát Biện Tích thì trong đại hội những hàng trời rồng và xoa càng thác bà ta đều chắp tay cung kính đồng thanh thưa với Đức Phật. Tất cả những vật để cúng dường, áo báu vật báu, những trang sức Bồ Tát các tường trang nghiêm thân, chúng con khen ngợi những công đức. Bây giờ Thiên Tử Phổ Hoa Tràng lại thưa với Đức Phật, bạch Thế Tôn, Bồ Tát Diệu Khát Tường phát tâm Bồ Đề lần đầu tiên nơi cõi Phật nào? Phật bảo Thiên Tử Phổ Hoa Tràng rằng, ông nên biết hằng hà sa số kiếp trước ở đời quá khứ có thế giới tên Kim Diện Diệm Quang Minh, Đức Phật nơi cõi ấy hiệu là Vô Cấu Nhật Diệm Quang Minh, gồm đủ 10 tôn hiệu: Như Lai Ứng Cúng Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh Túc Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đường Người Trường Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Này Thiên Tử, Đức Phật ấy sống 990 vạn câu chi na du đa kiếp, thuyết giảng ba thừa giáo cho chúng sinh, đó là Thanh Văn Thừa, Duyên Giác Thừa và Bồ Tát Thừa. Đức Phật ấy thuyết pháp hồi thứ nhất có 840 vạn cô chi na yuda chúng sinh trụ trong thanh văn thừa, đạt quả a la hán, các lậu đã hết phước bỏ gánh nặng, được thiện lợi lớn, chấm dứt các thứ kết vượt, đạt thánh trí không ngại, tâm thiện giải thoát. Hồi thứ hai có 70 vạn cô chi na yuda tỳ kheo, đắc quả a la hán. Hồi thứ ba có 650 vạn cô chi na yuda tỳ kheo, đắc quả a la hán. Trong pháp của Phật ấy có một nửa chúng tỳ kheo ni ư bà tắc ư bà di, và một nửa là chúng đại bồ tát. Các vị bồ tát ấy đều là những người trụ trong quả vị không tối chuyển, đều đạt pháp nhẫn vô sinh, đều nhập vô biên không môn tam ma địa, đầy đủ pháp thiện, đều đạt vô biên môn đà la ni. Đức Như Lai thuyết giảng pháp luân không tối chuyển cho họ, huống gì là những vị mới phát tâm đại thừa thì số lượng rất nhiều, trong số đó có vô lượng chúng sinh trụ nơi pháp duyên giác. Này Thiên Tử, Đức Vô Cấu Nhật Diệm Quang Minh Như Lai dùng vô số vô lượng pháp hành tương ưng để giáo hóa chúng sinh. Cõi Kim Diệm Quang Minh ấy phần nhiều được trang nghiêm bằng vàng vàng rồng, trụ cột của các lầu gác cung điện đều được làm bằng vật quý, vườn rừng cây cối đều trang sức bằng vật quý, luôn phát ra âm thanh vi diệu khen ngợi pháp sâu xa không thể nghĩ bàn, đó là tiếng không vô tướng, vô nguyện, vô tánh, vô trước, không sinh, không khởi. Phát ra những tiếng khen ngợi trên pháp như thế, tất cả chúng sinh nghe tiếng ấy đều rất yêu thích. Sau khi Đức Phật diệt độ, trên pháp trụ thế đủ 1.000 năm. Này Thiên Tử, nơi cõi Kim Diệm Quang bên kia có vị chuyển luân thánh vương tên Tối Thắng Biện Tài, làm chủ bốn châu thiên hạ. Khi ở trong cõi Phật Vô Cấu Nhật Diệm Quang Minh, nhà vua đem các thứ ẩm thực, ăn uống, y phục, đồ nằm, cờ phướng, lọng báu, nhà vật cúng dường, ví dụ để cúng dường Phật và tất cả chúng thanh văn chuyên giác đại bồ tát. Cúng dường như thế đủ một câu chi năm, trồng căn lành sâu xa nơi cõi Phật ấy. Khi nhà vua làm những việc lành đó, có 84.000 chúng sinh và 300
20 vạn hầu vây quyến thuộc trong cung, phát tâm cầu đạo quả vô thượng chánh đẳng giác. Này thiên tử, chuyện Long Thánh Vương tối thắng biện tại đó có ngàn người con, trước đã phát tâm tín hiệu trong pháp thanh văn, sau lại phát tâm cầu đạo quả vô thượng chánh đẳng giác, chứng được pháp nhẫn vô sinh. Vô còn có một người con gái tên Đại Tuệ để đổ biện tại tín hiệu sâu xa. Đại Tuệ cùng 7.200 cung nữ quyến thuộc cung kính vây quanh đến chỗ Đức Phật vô cấu nhật diệm quang minh. Đến nơi, Đại Tuệ của quyến thuộc đành lễ sát chân Phật. Nhờ cái lần ấy, Đại Tuệ phát tâm vô thượng chánh đẳng giác. Phát tâm xong, bạch Phật. Bạch Thế Tôn, con muốn cầu quả vị vô thượng chánh đẳng giác, nhưng hiện giờ con không thể chứng được quả vô thượng chánh đẳng giác bằng sắc thân người nữ. Cứ mong Thế Tôn chỉ dạy cho con pháp môn nào tu hành đúng như lý, là cho con chuyển được thân nữ thành thân tướng nam tử, mau đạt được quả vị vô thượng chánh đẳng giác. Bây giờ Đức Phật vô cấu nhật diệm quang minh bảo Đại Tuệ, này thiện nữ, có một pháp, nếu ai hành đầy đủ thì chuyển được thân nữ thành thân nam, đó là phát tâm đại bồ đề, tâm vô đẳng đẳng, tâm nhất thiết tam giới tối thắng thượng, cho đến khởi tâm tùy thuận đến tất cả thanh văn duyên giác. Là có một pháp, nếu ai hành trì đầy đủ sẽ chuyển được thân nữ thành thân nam, đó là thường nghĩ nhớ Đức Như Lai không hề xa lìa, nghe nhận Phật pháp, pháp Phật không mỏi mệt. Này Đại Tuệ, lại có 10 pháp, nếu ai hành trì đầy đủ thì sẽ chuyển được thân nữ thành nam, đó là nên tu đầy đủ 10 đạo nghiệp thiện, sẽ thành tựu hành từ, là mãi thọ học không mỏi mệt, nghe pháp không biếng nhác, luôn luôn gần gũi pháp sư. Người nào hành đầy đủ các pháp như vậy thì sẽ chuyển được thân nữ thành thân nam. Khi Đức Phật giảng nói pháp ấy, ở trước các quyến thuộc công chúa Đại Tuệ chuyển được thân nữ thành thân nam, liền chắp tay cung kính bạch Phật. Bạch Thế Tôn, con đã chuyển thân nữ, muốn được xuất gia trong pháp Phật, giữ giới tỳ kheo, của xin Phật chấp nhận cho con. Khi ấy Đức Phật bảo đồng tử Đại Tuệ, lành thay tỳ kheo, ngay nơi sát na ấy, tóc của Đại Tuệ đều rụng hết, thân mặc áo ca sa, thành tướng tỳ kheo, oai nghi, đỉnh đạt như tỳ kheo trăm hạ. Ở nơi pháp hội này, Đại Tuệ chứng được pháp nhẫn vô sinh. Những người con của vua nghe được việc này, liền sinh tâm hy hữu, đến cho Phật cầu xin xuất gia. Đức Phật liền chấp nhận tùy ý nguyện của họ mà thuyết giảng pháp yếu. Bây giờ tỳ kheo Đại Tuệ nói với các vương tử: hôm nay tôi được lợi ích tối thượng, vĩnh viễn không phát khởi kiến giải của thanh văn, chắc chắn hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng giác, tu hành đại bi, đem lại lợi ích cho chúng sinh. Trong số các vị người đã phát tâm thanh văn thì nên như tôi mà phát tâm vô thượng bồ đề, để phát tâm tu hành trong chánh đạo, trung đạo. Tỳ kheo Đại Tuệ, tùy theo ý nguyện của các vị vương tử mà thuyết pháp, các vương tử đều được không thoái chuyển nơi quả vị vô thượng chánh đẳng giác. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bảo thiên tử Phổ Hoa Tràng: đồng nữ Đại Tuệ của Chư Luân Thánh Vương tối thắng biện tài trong cõi Phật vô cấu nhật diệm quang minh, đâu phải là người nào xa lạ, chỉ là Bồ Tát diệu các tường này, ngàn người con của vua hiện nay đã thành tựu quả vô thượng chánh đẳng giác và đang thuyết pháp giáo hóa chúng sinh, chính là ngàn vị Phật. Đó là ở phương Đông có Siêu Quá Hành Như Lai, Vô Biên Quang Như Lai, Vô Biên Quang Minh Như Lai, Phổ Quang Như Lai, Các Tường Vương Như Lai, Thật Tướng Như Lai, Bảo Thượng Như Lai, Bảo Minh Như Lai, Bảo Tràng Như Lai, Bảo Chiếu Như Lai. Ở phương Nam có Tối Cực Cao Như Lai, Đại Quang Minh Như Lai, Vô Lượng Thọ Như Lai, Vô Lượng Thanh Như Lai, Đại Danh Xưng Như Lai, Vô Biên Danh Xưng Như Lai, Bảo Quang Như Lai, Thanh Tịnh Vô Biên Thọ Như Lai, Nguyệt Tướng Như Lai, Nguyệt Quang Như Lai. Ở phương Tây có Vô Cấu Minh Như Lai, Thanh Tịnh Quang Như Lai, Nhật Minh Như Lai, Vô Biên Bảo Tối Thượng Như Lai, Phạm Cao Như Lai, Kim Sắc Quang Minh Như Lai, Phạm Tự Tại Vương Như Lai, Long Tự Tại Vương Như Lai, Nhất Thiết Bảo Hoa Tự Tại Vương Như Lai, Sa La Thọ Vương Như Lai. Ở phương Bắc có Kiên Cố Dụng Mạnh Như Lai, Ly Trần Như Lai, Các Tường Tạng Quang Như Lai, Vô Lượng Hương Quang Như Lai, Sư Tử Âm Vương Như Lai, Đại Thế Lực Tinh Tấn Xuất Sinh Như Lai, Diệu Cao Bộ Như Lai, Đà Bảo Tụ Như Lai, Bất Thoái Chuyển Luân Như Lai, Bảo Cứu Nghĩa Các Tường Như Lai, Phổ Biến Đại Nhật Như Lai, Thắng Đắc Như Lai. Các Đức Như Lai như vậy, với các danh hiệu hiện đang thuyết pháp giáo hóa chúng sinh ở các thế giới khắp mười phương, Đức Phật bảo thiên tử Phổ Hoa Tràng: như lời ông hỏi, Bồ Tát Diệu Các Tường đã phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, lần đầu tiên ở cõi Phật vô cấu nhật diệm quang minh, thuộc thế giới kim diệm quang minh.